hai lúa chào các bạn tiếp tục series về đọc ba box cùng hai lúa hôm nay chúng ta tiếp tục key area thứ sáu đó là strategy analysis cái ka này thật ra nó cũng khá là cao so với các cái ka khác mà chúng ta đã nói về cái công việc ba cái này nó thuần túy về mặt độ chiến lược và các bạn thấy là nói về chiến lược thì không phải ai cũng đụng tới chiến lược chỉ có những level mà các bạn làm BA theo kiểu consultant những level mà các bạn làm cố vấn cho tổng giám đốc cho chủ tịch các bạn làm những cái khía cạnh liên quan tới non ITBA như là các bạn làm cho các công ty như là McKinsey, BCG vân vân thì chúng ta mới đụng tới khía cạnh strategy analysis này cho nên ở ka này mình sẽ cố gắng làm sao diễn đạt cho các bạn một cách dễ hiểu nhất để mà chúng ta nắm bắt được là khi mà một người ba chúng ta xử lý về mặt chiến lược thì nó sẽ được thực hiện như thế nào đầu tiên chúng ta sẽ nói về cái tổng quát của ka strategy analysis đầu tiên các bạn sẽ thấy cái vai trò của chiến lược trong cái công việc của ba là cái gì chiến lược xác định cách áp dụng hiệu quả nhất các cái khả năng của một cái doanh nghiệp hoặc là một cái tổ chức để đạt được một tập hợp các thành tựu và mục tiêu mong muốn có thể tồn tại các chiến lược cho toàn bộ doanh nghiệp cho toàn bộ tổ chức hoặc là chỉ có thể là một cái chiến lược cho một cái khối phòng ban cho một cái khu vực cho một cái sản phẩm cho một cái dự án hoặc là những cái dạng dự án sản phẩm hoặc là bất kỳ một cái gì mang tính lặp lại, mang tính chu kỳ, mang tính định kỳ. Cái khi A phân tích chiến lược này mô tả một việc mà người BA cần thực hiện để mà có thể hợp tác với các bên liên quan nhằm xác định một cái nhu cầu quan trọng về chiến lược hoặc là chiến thuật, cho phép doanh nghiệp đáp ứng nhu cầu đó và điều chỉnh chiến lược một cách hiệu quả cho sự thay đổi với các cái chiến lược cấp cao hơn hoặc là những cấp nhỏ hơn phân tích chiến lược tập trung vào việc xác định các cái trạng thái tương lai và chuyển đổi cần thiết để mà đáp ứng các cái nhu cầu về mặt nghiệp vụ các nhu cầu về mặt kinh doanh và các cái công việc cần thiết được xác định cả bởi nhu cầu đó và phạm vi của không gian giải pháp nó bao gồm tư duy chiến lược trong phân tích nghiệp vụ cũng như là việc khám phá hoặc là tưởng tượng các các giải pháp mà có thể cho phép doanh nghiệp cho phép tổ chức tạo ra giá trị lớn hơn cho các bên liên quan hoặc là thu hút thêm các cái giá trị cho chính nó phân tích chiến lược cung cấp những cái ngữ cảnh cho phân tích yêu cầu nghiệp vụ và định nghĩa thiết kế cho một sự thay đổi nhất định phân tích chiến lược nên được thực hiện khi một nhu cầu nghiệp vụ được xác định điều này cho phép các bên liên quan quyết định liệu có nên đáp ứng nhu cầu đó hay không phân tích chiến lược là một hoạt động liên tục đánh giá bất kỳ thay đổi nào trong nhu cầu đó trong ngữ cảnh của nó hoặc bất kỳ thông tin mới nào có thể chỉ ra rằng có thể điều chỉnh hoặc là uh, có thể là phát triển thêm những cái chiến lược mới hình ảnh sau đây minh họa phổ các giá trị khi mà các hoạt động phân tích chiến lược tiến triển từ việc cung cấp giá trị tiềm năng cho tới giá trị thực tế xem cái sơ đồ này chúng ta thấy là chúng ta sẽ có potential tức là những cái khía cạnh mang tính là tiềm năng khi mà chúng ta phân tích chiến lược thật sự nó sẽ mang tính là chúng ta đưa ra những cái yếu tố về mặt tương lai chúng ta không thể nào mà đưa ra một cái chiến lược mà nó ngập tức mà giống như là hiện thực hóa nó được tất cả mọi chiến lược nó sẽ đều là mang tính về mặt định hướng về mặt cách làm các bạn sẽ thấy NIS nó nói về những cái vấn đề, những cái cơ hội và solution scope chúng ta phải xem là cái phạm vi của cái giải pháp nó sẽ như thế nào. Từ đó chúng ta sẽ đưa ra những cái yêu cầu về mặt phân tích nghiệp vụ, thiết kế về mặt requirement, thiết kế về mặt giải pháp để mà chúng ta cuối cùng đưa ra những giải pháp thật sự thực tế. Tuy nhiên thì những cái giải pháp thực tế nó cũng cần có sự cân đo đong đếm, nó cũng có sự đánh giá để mà chúng ta biết được là cái giải pháp đó có hiệu quả hay không. Chứ không phải là tất cả mọi các khía cạnh liên quan tới chiến lược nó đều sẽ có thể giống như là Uh, đạt được một cái một trăm phần trăm như là chúng ta đã hoạch định kế hoạch không bao giờ chúng ta có thể gọi là uh, chính xác một trăm phần trăm như vậy được uh, mọi người cũng đã nghe cái câu là người tính không bằng trời tính ha cho nên là tất cả mọi khía cạnh về mặt chiến lược nó đều là một cái sự dự đoán khi thực hiện phân tích chiến lược các bạn ba phải xem xét ngữ cảnh mà họ đang làm việc mức độ dự đoán được các kết quả có thể trong phạm vi phân tích khi một sự thay đổi có kết quả dự đoán được trạng thái tương lai và các trạng thái chuyển tiếp có thể thường được xác định rõ ràng và một chiến lược rõ ràng có thể được lên kế hoạch nếu kết quả của một sự thay đổi khó dự đoán chiến lược có thể cần tập trung nhiều hơn vào việc giảm thiểu rủi ro kiểm tra các giả định và thay đổi hướng cho đến khi một chiến lược sẽ thành công trong việc đạt được các mục tiêu kinh doanh có thể được xác định hoặc cho đến khi sáng kiến đã kết thúc những nhiệm vụ này có thể được hình dung theo bất kỳ thứ tự nào mặc dù chúng thường được thực hiện đồng thời vì chiến lược phải được hình thành bởi những gì thực sự có thể đạt được một chiến lược có thể được ghi lại trong một kế hoạch chiến lược tầm nhìn sản phẩm tình huống nghiệp vụ hay chúng ta gọi là business case một cái lộ trình sản phẩm hoặc các cái nội dung chi tiết khác ka phân tích chiến lược bao gồm các nhiệm vụ như sau thứ nhất là phân tích trạng thái hiện tại Chúng ta cần phải hiểu nhu cầu nghiệp vụ, nhu cầu kinh doanh và cách nó liên quan tới cách doanh nghiệp hoạt động hiện tại. Từ đó sẽ đặt một cơ sở và ngữ cảnh cho sự thay đổi. Các bạn thấy là bất kỳ chúng ta muốn thay đổi điều gì, chúng ta cũng phải hiểu hoàn cảnh hiện tại. Chúng ta không đoán mò. Chúng ta từng có câu là đừng thay đổi những cái đã tốt. Chúng ta đã đạt được cái phù hợp nhất với chúng ta mà chúng ta lại đi thay đổi cái phù hợp đó thì có thể chúng ta sẽ dẫn tới thất bại cho các bạn. Nhiệm vụ thứ hai đó là xác định trạng thái tương lai xác định các cái thành tựu và mục tiêu để mà chứng minh rằng các cái nhu cầu nghiệp vụ, nhu cầu kinh doanh đã được đáp ứng và xác định những phần nào của doanh nghiệp cần phải thay đổi để đáp ứng những thành tựu và mục tiêu đó. Tiếp theo đó là đánh giá rủi ro. Khi mà chúng ta nắm định hướng được, hiểu được nhưng mà không chắc về những cái xung quanh nó sẽ thay đổi như thế nào, tác động của chúng đối với những cái yếu tố thay đổi nó sẽ như thế nào, tác động của chúng đối với những yếu tố tương lai nó như thế nào vân vân thì với khả năng cung cấp những cái giá trị này của các cái giải pháp đó chúng ta cần phải đảm bảo được là các cái rủi ro cần được nhận định và chúng ta phải đề xuất các cái hành động để mà giải quyết các rủi ro nếu mà nó có tình huống không may xảy ra và cái nhiệm vụ cuối cùng đó là xác định chiến lược về mặt thay đổi chúng ta cần phải phân tích cái gap tức là phân tích những cái khoảng cách giữa hiện tại và tương lai để mà từ đó đánh giá các cái lựa chọn để đạt được trạng thái tương lai đề xuất các cái cách tiếp cận làm sao để mà đạt được cái giá trị cao nhất cũng như là nếu như có vấn đề cái gì đó không hay xảy ra để mà chúng ta có thể duy trì trên cái con đường mà chúng ta đã lựa chọn phần tiếp theo chúng ta cùng xem các cái yếu tố của mô hình bát cầm nó tác động trong cái ka strategy analysis là như thế nào chúng ta thấy đầu tiên đó là change Change nó xác định trạng thái tương lai và phát triển một cái chiến lược thay đổi để mà đạt được các trạng thái tương lai đó. Needs xác định các cái vấn đề, các cái cơ hội trong trạng thái hiện tại và ưu tiên các cái vấn đề, các cái cơ hội để xác định trạng thái tương lai mong muốn. Solution, giải pháp, xác định phạm vi của một giải pháp như một phần của việc phát triển một chiến lược thay đổi. Stakeholders, hợp tác với các bên liên quan để mà có thể hiểu nhu cầu nghiệp vụ, nhu cầu kinh doanh, nhu cầu phát triển và từ đó chúng ta sẽ đưa ra những cái chiến lược thay đổi phù hợp để mà những cái trạng thái tương lai có thể đáp ứng được những nhu cầu đó value giá trị xem lại cái giá trị tiềm năng của giải pháp để mà xác định xem liệu một cái sự thay đổi có được hưởng ứng có được chứng minh hay không có được đảm bảo hay không và cuối cùng là context nó là xem xét ngữ cảnh của doanh nghiệp của tổ chức trong việc phát triển một cái chiến lược thay đổi chúng ta sẽ tìm hiểu thấy là đi qua các cái input các cái task các cái output đầu tiên tất cả mọi cái chiến lược nó đều sẽ phải đảm bảo được là chúng ta thấu hiểu được các cái vấn đề và cơ hội những mức độ ảnh hưởng các cái yếu tố liên quan tới uh, stakeholder cái việc mà chúng ta thu thập các cái thông tin từ những cái trạng thái những cái hiệu quả hiện hữu những cái giải pháp hiện hữu những cái thiết kế và những cái yêu cầu đạt được đó là những cái input mà chúng ta cần phải đưa vào khi mà chúng ta đưa ra những cái chiến lược cái công việc mà chúng ta cần làm đó là chúng ta phải phân tích cái trạng thái hiện hữu, xác định cái trạng thái tương lai, đánh giá rủi ro và đưa ra cái chiến lược. Những cái này qua các cái tập của cái phần liên quan tới KA Strategy Analysis chúng ta cùng đi sâu và tìm hiểu nó. Và đây là những cái output mà các bạn sẽ đạt được khi mà các bạn đã hoàn thành các cái bước phân tích. Ok, đầu tiên chúng ta sẽ phân tích cái nhiệm vụ đó là Analyze Current State, tức là phân tích cái trạng thái hiện tại. Mục đích của phân tích trạng thái hiện tại là để hiểu rõ lý do vì sao một cái doanh nghiệp, một cái tổ chức cần thay đổi ở một số khía cạnh trong cách hoạt động và những gì sẽ được ảnh hưởng trực tiếp hoặc gián tiếp bởi những cái sự thay đổi này. Điểm khởi đầu cho bất kỳ cái sự thay đổi nào là sự hiểu biết về lý do tại sao cần phải thay đổi. Sự thay đổi tiềm năng được kích hoạt bởi các vấn đề hoặc là cơ hội không thể được giải quyết mà không thay đổi trạng thái hiện tại. Các bạn BA làm việc để giúp cho các bên liên quan thực hiện thay đổi bằng cách khám phá và diễn đạt các yêu cầu nghiệp vụ, nhu cầu kinh doanh đang thúc đẩy mong muốn sự thay đổi. Nếu không hiểu rõ về nhu cầu sẽ không thể nào phát triển một cái chiến lược một cách mạch lạc và sáng kiến thay đổi kết quả gần như chắc chắn sẽ được thúc đẩy bởi một sự kết hợp của các yếu tố xung đột của các bên liên quan. Sự thay đổi luôn luôn xảy ra trong một cái ngữ cảnh của các bên liên quan hiện hữu như là quy trình, công nghệ và các chính sách tạo thành trạng thái hiện tại của doanh nghiệp và tổ chức. Các bạn BA cần phải xem xét trạng thái hiện tại trong ngữ cảnh của nhu cầu nghiệp vụ, nhu cầu kinh doanh để hiểu rõ những gì có thể ảnh hưởng đến các thay đổi đề xuất và những gì sẽ bị ảnh hưởng bởi các cái yếu tố về mặt quy trình, công nghệ, chính sách vân vân trạng thái hiện tại được khám phá với đủ chi tiết có thể giúp người ba xác nhận được nhu cầu thay đổi và hoặc chiến lược thay đổi hiểu trạng thái hiện tại trước khi thay đổi là cần thiết để xác định những gì cần thay đổi để đạt được trạng thái tương lai mong muốn và cách đánh giá tác động của sự thay đổi Phạm vi của trạng thái mô tả các cái đặc điểm hiện hữu quan trọng của môi trường. Các ranh giới của phạm vi trạng thái hiện tại được xác định bởi các thành phần của doanh nghiệp và môi trường của nó vì chúng liên quan tới các nhu cầu khác nhau. Trạng thái hiện tại có thể được mô tả ở các cấp độ khác nhau từ toàn bộ doanh nghiệp tới các thành phần nhỏ của một giải pháp. Tạo một mô hình của trạng thái hiện tại có thể yêu cầu hợp tác trong hoặc ngoài doanh nghiệp. Đối với những nỗ lực nhỏ, phạm vi có thể chỉ là một thành phần nhỏ của một doanh nghiệp tức là những tình huống mà các bạn thấy là không phải lúc nào nói với cái việc mà chúng ta thay đổi nó cũng phải là một cái tổ chức một cái doanh nghiệp to tác đâu mà chúng ta hoàn toàn có thể thay đổi những cái khối phòng ban thay đổi những cái cách làm việc thay đổi những cái yếu tố hiện hữu trạng thái hiện tại của một doanh nghiệp hiếm khi tỉnh tại trong một cái sự thay đổi đang được phát triển và thực hiện các yếu tố ảnh hưởng nội bộ và ngoại vi cũng như các thay đổi tổ chức khác có thể ảnh hưởng đến trạng thái hiện tại theo những cách buộc mà phải thay đổi trạng thái tương lai mong muốn chiến lược thay đổi hoặc là yêu cầu về mặt thiết kế input của những các yếu tố đi qua cái trạng thái hiện tại chúng ta sẽ có thứ nhất chúng ta cần có những cái thông tin mà chúng ta đã thu thập được từ quá trình elicitation được sử dụng để xác định và hiểu rõ tình trạng hiện tại needs những cái vấn đề những cái cơ hội mà chúng ta cần phải đối mặt với nó doanh nghiệp hoặc tổ chức cần phải đối mặt với nó và đây là những cái lý do mà chúng ta cần phải bắt đầu cái công việc phân tích chức vụ của chúng ta nhằm hiểu rõ hơn những cái nhu cầu này chúng ta xem cái sơ đồ chúng ta sẽ có input là needs và elicitation results từ đó chúng ta sẽ thực hiện cái việc phân tích cái trạng thái hiện hữu và chúng ta đưa ra được là cái thông tin về cái trạng thái hiện hữu nó như thế nào, những cái yêu cầu về mặt nghiệp vụ. Các cái like hỗ trợ chúng ta sẽ được tìm hiểu ở cái phần cuối của cái video clip này. Và các bạn cũng sẽ thấy là cũng khá là nhiều các cái key, các cái nội dung khác nó sẽ sử dụng các cái output của cái việc mà chúng ta phân tích cái trạng thái hiện hữu này. Tiếp theo chúng ta cùng tìm hiểu các cái thành tố để mà tạo nên cái việc mà phân tích cái trạng thái hiện hữu. Đầu tiên là những cái nhu cầu về mặt nghiệp vụ, những cái nhu cầu về mặt kinh doanh. Nhu cầu nghiệp vụ hoặc là nhu cầu kinh doanh là những vấn đề và cơ hội quan trọng về mặt chiến lược mà doanh nghiệp hoặc là tổ chức cần phải đối mặt. Một vấn đề xảy ra trong tổ chức chẳng hạn như là khiếu nại của khách hàng, mất doanh thu hoặc là cơ hội có thị trường mới, thường là những cái yếu tố kích hoạt việc đánh giá các cái nhu cầu này. Một cái nhu cầu nghiệp vụ hoặc là nhu cầu kinh doanh có thể được xác định ở nhiều cấp khác nhau của doanh nghiệp. Đầu tiên là top down từ trên xuống một mục tiêu chiến lược cần đạt được. Từ dưới lên, bottom up một vấn đề với tình trạng hiện tại của quy trình, chức năng hoặc hệ thống. Từ các quản lý trung gian, người quản lý trung gian cần theo thông tin để đưa ra quyết định sáng suốt hoặc phải thực hiện thêm các cái chức năng để mà đáp ứng các cái nhu cầu về mục tiêu kinh doanh. Từ những cái yếu tố bên ngoài thì dừng từ những nhu cầu của khách hàng hoặc là cạnh tranh trong thị trường nó sẽ tác động vào cái chuyện mà chúng ta muốn có những cái nhu cầu về mặt tình huống việc xác định các cái nhu cầu nghiệp vụ thường là bước quan trọng nhất trong bất kỳ nỗ lực phân tích nào một giải pháp phải đáp ứng được các cái nhu cầu về mặt nghiệp vụ nhu cầu về mặt kinh doanh thì mới được coi là thành công các cái cách xác định những cái nhu cầu này sẽ quyết định các cái giải pháp thay thế sẽ được thực hiện như thế nào tham khảo ý kiến của các cái bên liên quan nào và cách tiếp cận các cái giải pháp nào sẽ được đánh giá nhu cầu về mặt nghiệp vụ nhu cầu về mặt kinh doanh luôn được thể hiện từ các cái góc nhìn của doanh nghiệp từ tổ chức chứ không phải bất kỳ các bên liên quan nào Tức là như thế này, tức là các bạn nên hiểu là trong nội bộ của doanh nghiệp chúng ta cần phải làm sao hiểu rõ nó. Chúng ta cần phải làm sao nắm bắt được những vấn đề hoặc là cơ hội hiện hữu chứ không phải là chúng ta lúc nào chúng ta cũng thay đổi vì người này người kia nói thế này thế nọ. Đó là một trong những điểm mà các bạn làm quản lý nè, các bạn làm BA nè cần phải rất là tỉnh táo, nếu không là chúng ta cứ bị là người này người kia nói ra nói vào rồi chúng ta muốn thay đổi nhu cầu về mặt nghiệp vụ, nhu cầu về mặt kinh doanh thường được xác định hoặc thể hiện cùng với một giải pháp được cho là phù hợp. Người BA cần đặt câu hỏi về những xác định và hạn chế thường ẩn chứa trong tuyên bố với các cái vấn đề đảm bảo rằng đang giải quyết đúng vấn đề và xem xét phạm vi động nhất có thể cho các giải pháp thay thế. Thì tức là như thế nào? Chúng ta cần phải thấy khi một người BA mà chúng ta thực hiện về mặt công việc á, các bạn cần phải đảm bảo rằng chúng ta đang đi đúng cái phạm vi mà chúng ta cần phải làm việc chứ không phải là chúng ta đi lang may đó là lý do vì sao rất là nhiều các cái thông tin mình đã nói rồi chúng ta cần phải xác định rất là rõ scope business case của tất cả mọi cái hoạt động công việc mà chúng ta cần phải làm ngoài ra chúng ta làm gì chúng ta cũng phải có kế hoạch backup mà chúng ta còn hay gọi là plan B plan C chứ không phải là chúng ta chỉ đưa ra một cái giải pháp duy nhất để mà áp dụng cho tất tần tật tất cả mọi thứ một cái giải pháp là một cái tập hợp nhu cầu nghiệp vụ phải có khả năng tạo ra lợi ích của doanh nghiệp hoặc là các cái bên liên quan khác hoặc tránh được những tổn thất có thể xảy ra. Các yếu tố mà người AI có thể xem xét bao gồm thứ nhất, tác động tiêu cực mà các vấn đề nó đang gây ra trong tổ chức và người AI cũng phải xác định được là cái đó nó đang có cái định lượng như thế nào. Ví dụ như là doanh thu có thể bị mất, kém hiệu quả, khách hàng không hài lòng, tinh thần nhân viên thấp. Một trong những cái yếu tố mà chúng ta hay bị đánh giá thấp đó là chúng ta dùng cảm quan, dùng cảm tính mà chúng ta không có số liệu, chúng ta không có thông tin, chúng ta không có bằng chứng lợi ích mong đợi từ bất kỳ giải pháp tiềm năng nào ví dụ như là chúng ta cần tăng doanh thu giảm chi phí tăng, tăng thị phần vấn đề có thể được giải quyết nhanh chóng như thế nào hoặc là cơ hội có thể được nắm bắt như thế nào và chi phí của việc không làm gì cả ngoài ra thì chúng ta cần phải tìm hiểu gốc rễ của vấn đề chúng ta không có được phán xét một cách cảm tính nhu cầu về mặt nghiệp vụ nhu cầu về mặt kinh doanh sẽ thúc đẩy việc phân tích tổng thể lại tình trạng của cái hoạt động hiện tại mặc dù không cần thiết phải trình bày chi tiết tất cả các khía cạnh của tình trạng hiện tại trước khi phát triển thêm chiến lược thay đổi việc khám phá này thường sẽ tiết lộ những cái nguyên nhân sâu xa hơn của vấn đề hoặc là cơ hội kích hoạt các cái quá trình điều tra sau đó trở thành các cái nhu cầu về mặt kinh doanh nhu cầu về mặt nghiệp vụ bổ sung cấu trúc văn hóa và tổ chức cấu trúc của tổ chức xác định các cái mối quan hệ chính thức giữa những người làm việc trong doanh nghiệp trong tổ chức mặc dù các cái kênh giao tiếp và các mối quan hệ không bị giới hạn bởi cấu trúc đó chúng sẽ bị ảnh hưởng nặng nề bởi nó và cấu trúc báo cáo có thể hỗ trợ hoặc hạn chế một nền tảng thay đổi tiềm năng mọi người sẽ thấy là đối với cái sơ đồ tổ chức của một cái công ty của một cái doanh nghiệp nó cực kỳ quan trọng các bạn tại vì chúng ta không thể nào mà chúng ta đưa ra được những giải pháp mà chúng ta chỉ nói về cấp nhân viên chúng ta chỉ nói về những cái giải pháp cho những cái nhân sự mà nó không có quyền quyết định trong một cái tổ chức họ sẽ có những cái nhân sự rất là quan trọng những cái key person mà chúng ta cần phải tiếp xúc với những cái nhân sự đó Ngoài ra, cái cơ cấu tổ chức nó cũng là một phần văn hóa. Thật sự, đôi khi cái cơ cấu tổ chức nó cũng là cái vấn đề gây ra cho cái hoạt động về mặt kinh doanh của một cái tổ chức. Tại vì sao? Tại vì nếu như một cái tổ chức nó phân hóa, một tổ chức nó có cái quyền hạn của nhiều bên, thì dẫn tới có thể là cái sự tranh chấp, cái sự đấu đá của các cái bên đó dẫn tới khi mà chúng ta khai thác khách hàng, chúng ta không thể nào khai thác một cách trọn vẹn được cơ cấu tổ chức và văn hóa đó là một trong những điểm mà một người BA phải rất là lưu ý chúng ta không thể nào mà chúng ta kêu một cái tổ chức một cái doanh nghiệp mà người ta có thể thành lập đã hai ba chục năm ngay lập tức thay đổi cái văn hóa được có thể bản thân những người lãnh đạo hiện hữu người ta nhận diện được những cái đó nhưng muốn thay đổi văn hóa của một nơi nó không phải là dễ rất nhiều yếu tố lắm và không phải tổ chức nào cũng có thể chấp nhận được một cái khoảng thời gian chết một cái khoảng thời gian để mà giảm giảm doanh số, giảm doanh thu, giảm hiệu quả kinh doanh để mà thay đổi cái cơ cấu cái tổ chức hiện hữu đông Cho nên là người BA phải rất là để ý cái về mặt cơ cấu tổ chức và văn hóa ngay từ những giai đoạn đầu tiên khi mà bắt tay vào phân tích. Văn hóa tổ chức là những cái niềm tin, giá trị và chủ mực được chia sẻ bởi các thành viên của tổ chức. Những niềm tin này thúc đẩy các cái hành động được thực hiện bởi một tổ chức. Những người BA cần phải đánh giá những cái vấn đề như sau. Những người BA cần phải đánh giá về mặt văn hóa về mặt cơ cấu tổ chức để mà xác định xem có cần thay đổi văn hóa để mà đạt được mục tiêu tốt hơn hay không xác định xem các bên liên quan có hiểu được lý do cho tình trạng hiện tại của doanh nghiệp và giá trị mà nó mang lại hay không và để biết được liệu các bên liên quan có coi tình trạng hiện tại là thỏa đáng hay là cần thay đổi hay không thì như hồi nãy mình có nói người BA phải rất cẩn thận và phải ưu tiên cái việc mà phân tích cơ cấu tổ chức phân tích văn hóa ngay từ những giai đoạn đầu tiên khả năng và quy trình khả năng và quy trình mô tả các cái hoạt động mà doanh nghiệp cần phải thực hiện chúng cũng bao gồm kiến thức của doanh nghiệp và các sản phẩm và dịch vụ mà các doanh nghiệp cần cung cấp các chức năng mà doanh nghiệp cần hỗ trợ và các phương thức mà doanh nghiệp sử dụng để đưa ra quyết định khả năng cốt lõi hoặc quy trình cốt lõi mô tả các cái chức năng thiết yếu của doanh nghiệp giúp phân biệt doanh nghiệp này với doanh nghiệp khác chúng được đo bằng các chỉ số hiệu suất và có thể được sử dụng để đánh giá lợi ích của một sự thay đổi Người BA có thể sử dụng. Thứ nhất là cách nhìn nhận doanh nghiệp theo định hướng năng lực khi tìm kiếm các giải pháp sáng tạo kết hợp với các năng lực hiện có để mà tạo ra kết quả mới. Cách nhìn dựa trên năng lực hiện hữu trong tình huống này vì các năng lực thường được tổ chức theo một cái phân cấp chức năng với các cái mối quan hệ và các cái năng lực khác nhau giúp dễ dàng xác định bất kỳ khoảng trống nào. Cách nhìn nhận doanh nghiệp theo định hướng quy trình khi tìm kiếm các giải pháp để mà cải thiện hiệu suất của quá hoạt động hiện tại. Cách nhìn dựa trên quy trình hữu ích trong tình huống này là vì các cái tổ chức quy trình được thực hiện theo hướng end to end trên toàn doanh nghiệp để mang lại giá trị cho khách hàng, giúp dễ dàng đảm bảo sự thay đổi và thực sự làm tăng hiệu suất. Các bạn thấy là chúng ta có thể phân bổ công việc dựa trên mức độ năng lực hoặc là mức độ quy trình. Thông thường đây là hai trường phái khá là đối lập nhau và có những công ty người ta sẽ phân bổ công việc dựa trên các cái nhóm năng lực theo kiểu là các cái sở trường của từng các bộ nhân viên nhưng có những công ty người ta lại muốn một cái quy trình chuẩn chỉnh và hạn chế rủi ro cái này nó tùy thuộc vào cái người đứng đầu và cái người đứng đầu theo phong cách nào nó cũng thành công cả không phải là chúng ta theo năng lực nó không thành công bằng quy trình đâu đôi khi á, cái quy trình nó tạo nên cái sự kìm cặp cái sự hạn chế về mặt năng lực rất là nhiều và có rất là nhiều công ty tổ chức bây giờ người ta cũng chuyển đổi theo dạng năng lực không phải một cái kiểu là sống và làm việc theo pháp luật nữa và chúng ta cần phải đảm bảo làm sao tối ưu cái thế mạnh của từng cái cán bộ công nhân viên trong một cái tổ chức công nghệ và hạ tầng các cái hệ thống thông tin do doanh nghiệp sử dụng hỗ trợ con người thực hiện các quy trình, đưa ra các quyết định và tương tác với các nhà cung cấp và khách hàng. Cơ sở hạ tầng mô tả môi trường doanh nghiệp liên quan tới các thành phần và các khả năng xử lý vật lý của nó. Cơ sở hạ tầng có thể bao gồm các thành phần như là phần cứng máy tính, nhà máy vật lý, logistics, hậu cần và các hoạt động vận hành và bảo trì. Chính sách chính xác xác định phạm vi ra quyết định ở các cấp độ khác nhau của một doanh nghiệp chúng thường được đề cập đến các hoạt động hàng ngày hơn là thay đổi chiến lược chúng đảm bảo rằng các cái quyết định đưa ra một cách chính xác cung cấp hướng dẫn cho nhân viên về hành vi và hành động được phép và phù hợp hỗ trợ quản trị và và xác định khi và làm thế nào tài nguyên mới có thể được mua việc xác định các cái chính sách liên quan có thể hình thành phạm vi của không gian giải pháp và có thể là một ràng buộc về các cái hành động mà có thể được theo đuổi kiến trúc doanh nghiệp không có phần nào của trạng thái hiện tại nên được đánh giá và hoàn toàn tách biệt từ phần còn lại. Các bạn BA phải hiểu tất cả các yếu tố này của trạng thái hiện tại phù hợp với nhau như thế nào và hỗ trợ lẫn nhau để mà có thể đề xuất các cái thay đổi một cách hiệu quả. Kiến trúc của doanh nghiệp hiện tại thường đáp ứng một loạt các nhu cầu của doanh nghiệp và các bên liên quan. Nếu những nhu cầu này không được nhận biết hoặc không được tiếp tục đáp ứng bởi một trạng thái chi tiết hoặc là tương lai đề xuất, các cái thay đổi có thể dẫn tới là chúng ta mất hết giá trị. Tài sản nội bộ, các bạn BA xác định các cái tài sản doanh nghiệp được sử dụng trong trạng thái hiện hữu. Các nguồn lực có thể là hữu hình hoặc vô hình, chẳng hạn như là tài nguyên tài chính, bằng sáng chế, uy tín và tên thương hiệu. Những yếu tố ảnh hưởng bên ngoài, có những ảnh hưởng bên ngoài đối với doanh nghiệp mà không tham gia vào sự thay đổi, nhưng có thể đặt ra các cái ràng buộc, sự phụ thuộc hoặc là động lực đối với trạng thái hiện tại. Nguồn ảnh hưởng bên ngoài bao gồm, đầu tiên là cấu trúc ngành, các cái ngành riêng lẻ có những cách riêng biệt trong việc tạo ra các giá trị trong ngành đó. Đây là một yếu tố ảnh hưởng đặc biệt quan trọng nếu một thay đổi đề xuất liên quan đến việc bước vào một ngành mới. Đối thủ cạnh tranh, bản chất và mức độ cạnh tranh giữa các doanh nghiệp trong một ngành có thể đáng kể. Sự xuất hiện của một đối thủ cạnh tranh mới cũng có thể thay đổi bản chất của ngành hoặc là tăng cường sự cạnh tranh. Khách hàng, kích thước và bản chất của các phân khúc khách hàng hiện tại và tiềm năng có thể cung cấp các ảnh hưởng như quyền đàm phán và một mức độ nhạy cảm với giá. Ngược lại, sự xuất hiện của những cách thức mới hay thế mà khách hàng có thể đáp ứng nhu cầu của họ có thể thúc đẩy doanh nghiệp cung cấp giá trị lớn hơn. Nhà cung cấp sự đa dạng của các nhà cung cấp có thể là một yếu tố ảnh hưởng cũng như sức mạnh mà các nhà cung cấp có thể đối với khách hàng của họ. Mọi người sẽ thấy là nếu như chúng ta có đa dạng nhà cung cấp thì cái việc mà chúng ta hưởng lợi nó rất là dễ dàng nhưng nếu như các nhà cung cấp là độc quyền các nhà cung cấp lớn hoặc là các cái nhà máy họ là những nhà cung cấp luôn thì đôi khi họ sẽ chi phối cái hành động cái hành vi trong cái ngành nghề đó môi trường chính trị và quy định thường có ảnh hưởng từ tác động hiện tại và tiềm năng của luật pháp và quy định đối với ngành công nghệ tiềm năng nâng cao năng suất của các đội mới công nghệ gần đây và dự kiến có thể ảnh hưởng tới nhu cầu các yếu tố kinh tế vĩ mô các ràng buộc và cơ hội tồn tại trong môi trường kinh tế vĩ mô hiện tại và dự kiến ví dụ như là thương mại thất nghiệp hoặc lạm phát có thể ảnh hưởng tới nhu cầu một số quốc này có thể sử dụng thuật ngữ khác nhau dựa trên việc doanh nghiệp là một công ty có lợi nhuận hay không một doanh nghiệp là phi lợi nhuận hay là một cơ quan chính phủ bộ quốc gia nó không có khách hàng nó chỉ có công dân mà thôi các quy tắc và công cụ đầu tiên là cái cách tiếp cận về mặt phân tích nghiệp vụ hướng dẫn người bi thực hiện phân tích tình trạng hiện tại giới hạn của doanh nghiệp được sử dụng để hiểu những thách thức tồn tại trong doanh nghiệp chiến lược của tổ chức một tổ chức sẽ có một mục tiêu và mục đích hướng dẫn hoạt động thiết lập định hướng và cung cấp cấp tầm nhìn cho tình trạng tương lai điều này có thể được nêu rõ ràng hoặc là ngầm hiểu giới hạn của giải pháp được sử dụng để hiểu tình trạng hiện tại và những thách thức của các giải pháp hiện có mục tiêu hiệu suất của giải pháp đo lường hiệu suất hiện tại của một doanh nghiệp hoặc giải pháp và đóng vai trò là cơ sở để đặt mục tiêu tình trạng tương lai và đo lường sự cải thiện đo lượng hiệu suất giải pháp, mô tả hiệu suất thực tế của các giải pháp hiện có và kết quả phân tích của các bên liên quan. Các bên liên quan từ khắp các tổ chức sẽ đóng góp vào việc hiểu và phân tích tình trạng hiện tại. Các kỹ thuật, phân tích thị trường và đáp điểm, cung cấp hiểu biết về những cơ hội cải thiện tình trạng hiện tại. Các khuôn khổ cụ thể có thể hữu ích bao gồm các phân tích về Firefox, uh, Porter, Pest, Steep, và các khuôn khổ khác. Phân tích năng lực kinh doanh, xác định các cái lỗ hỏng và ưu tiên chúng theo giá trị và rủi ro. Business Model Canvas, phân tích mô hình Canvas doanh nghiệp cung cấp hiểu biết về đề xuất giá trị mà doanh nghiệp đáp ứng cho khách hàng, các yếu tố quan trọng trong việc cung cấp giá trị đó và luồng doanh thu và các chi phí kết quả, hữu ích để hiểu bối cảnh cho bất kỳ thay đổi nào và xác định các vấn đề và cơ hội có thể tác động đáng kể nhất. Phân tích Business Case, các bạn sẽ được thu thập thông tin về liên quan về các cái nhu cầu và các cơ hội nghiệp vụ, các cơ hội kinh doanh mô hình khái niệm được sử dụng để nắm bắt các thuật ngữ và khái niệm chính trong lĩnh vực vụ trong lĩnh vực kinh doanh và xác định mối quan hệ của chúng khai thác dữ liệu sử dụng để lấy thông tin về hiệu suất của doanh nghiệp phân tích tài liệu phân tích bất kỳ tài liệu hiện có nào về tình trạng hiện tại bao gồm những không giới hạn về mặt tài liệu được tạo ra trong quá trình triển khai giải pháp sổ tay hướng dẫn đào tạo báo cáo sự cố thông tin về đối thủ cạnh tranh thỏa thuận với các nhà cung cấp tiêu chuẩn ngành xu hướng công nghệ và các yếu tố hiệu suất phân tích tài chính được sử dụng để hiểu lợi nhuận của tình trạng hiện tại và khả năng tài chính để thực hiện thay đổi. Nhóm thảo luận thu thập phản hồi từ khách hàng hoặc là người dùng cuối về tình trạng hiện tại. phân rã chức năng, phân rã các hệ thống hoặc là các mối quan hệ phức tạp trong tình trạng hiện tại. Phỏng vấn tạo điều kiện để đối thoại với các bên liên quan để hiểu tình trạng hiện tại và bất kỳ nhu cầu phát triển nào từ tình trạng hiện tại. Theo dõi danh mục, theo dõi và quản lý các vấn đề được phát hiện về tình trạng hiện tại. Các bài học được rút ra cho phép đánh giá các cái thất bại và cơ hội cải tiến trong các sáng ký trước đây. Điều này có thể thúc đẩy các nhu cầu kinh doanh, các nhu cầu về mặt nghiệp vụ để mà có thể cải thiện được quy trình. KPI xác định các hiệu suất của tình trạng hiện tại của một số doanh nghiệp. Sơ đồ tư duy được sử dụng để khám phá các cái khía cạnh liên quan của tình trạng hiện tại và hiểu rõ hơn các yếu tố liên quan ảnh hưởng tới nhu cầu về mặt nghiệp vụ, nhu cầu về mặt kinh doanh. Observation quan sát có thể cung cấp các cái cơ hội để mà hiểu sâu về các nhu cầu trong tình trạng hiện tại mà trước đây các bên liên quan chưa xác định được. Mô hình tổ chức mô tả các vai trò, trách nhiệm và cấu trúc báo cáo tồn tại trong tổ chức của tình trạng hiện tại. Phân tích quy trình, các, xác định các cơ hội để mà cải thiện tình trạng hiện tại. Mô hình quy trình chúng ta sẽ có những cái mô tả cách thức công việc diễn ra trong các giải pháp hiện tại. Phân tích và quản lý rủi ro, xác định các rủi ro đối với tình trạng hiện tại. Phân tích nguyên nhân gốc rễ, cung cấp hiểu biết về nguyên nhân gốc rễ của bất kỳ vấn đề nào trong tình trạng hiện tại để mà làm rõ hơn một nhu cầu. Mô hình phạm vi giúp xác định các ranh giới trên các cái mô tả tình trạng hiện tại, khảo sát và là bản câu hỏi. Giúp thu thập hiểu biết về tình trạng hiện tại từ một nhóm lớn, đa dạng hoặc là khác biệt của các bên liên quan. Phân tích SWOT đánh giá các điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội, các cái mối đe dọa đối với doanh nghiệp trong tình trạng hiện tại. Đánh giá nhà cung cấp xác định liệu bất kỳ nhà cung cấp nào là một phần của tình trạng hiện tại hay không có đang đáp ứng được đầy đủ các cái cam kết hay không hoặc là nếu như mà chúng ta cần thay đổi nào đối với các cái nhà cung cấp hiện hữu hay không workshop các cái buổi hội thảo thu hút các cái bên liên quan để mà cùng nhau mô tả tình trạng hiện tại và nhu cầu của họ các bên liên quan đầu tiên là khách hàng là các cái đối tượng đang sử dụng các giải pháp hiện tại và có thể đưa ra các ý kiến về các vấn đề hiện tại như thế nào trong xét meta expert chuyên gia về lĩnh vực có chuyên môn trong một số khía cạnh của tình trạng hiện tại end user người dùng cuối sử dụng trực tiếp một số giải pháp và có thể đưa ra các ý kiến về các vấn đề và các giải pháp hiện tại chuyên gia về các cái chủ đề triển khai có chuyên môn trong một số khía cạnh của tình trạng hiện tại hỗ trợ vận hành tham gia trực tiếp vào việc hỗ trợ hoạt động hỗ trợ vận hành của tổ chức và cung cấp thông tin về khả năng hỗ trợ hoạt động hỗ trợ vận hành của một số giải pháp hiện tại cũng như bất kỳ vấn đề nào liên quan quản lý dự án có thể sử dụng thông tin về trạng thái hiện tại cũng như đầu vào cho việc lập kế hoạch Regulator những cái người liên quan tới về mặt cơ chế chính sách quy định có thể thông báo về việc diễn giải các cái quy định liên quan tới áp dụng trong việc trạng thái hiện tại dưới hình thức chính sách kinh doanh quy tắc kinh doanh nguyên tắc nghiệp vụ quy trình nghiệp vụ thủ tục hoặc là trách nhiệm vai trò uh, regulator có thể có đầu vào độc đáo trong việc đánh giá hoạt động vì có thể hiểu biết các cái quy luật về mặt quy định các cái quy luật về mặt luật pháp để mà có thể uh, hướng dẫn cho cái việc uh, tuân thủ của một người bị ai sponsor và tài trợ có thể có gửi cảnh cho hiệu suất của các giải pháp hiện tại supplier nhà cung cấp có thể là một yếu tố ảnh hưởng bên ngoài của trạng thái hiện tại người kiểm thử chúng ta có khả năng cung cấp thông tin về các vấn đề đối với bất kỳ giải pháp nào của cái tình trạng hiện tại output đầu ra Đầu tiên là chúng ta sẽ có những cái bản mô tả một cách chi tiết rõ ràng về các tình trạng hiện tại, ngữ cảnh, phạm vi, khả năng, tài nguyên, hiệu suất, văn hóa, sự phụ thuộc, cơ sở hạ tầng, ảnh hưởng bên ngoài và mối quan hệ đáng kể giữa các yếu tố này của doanh nghiệp, nhu cầu về mặt nghiệp vụ, nhu cầu về mặt kinh doanh. Chúng ta sẽ có những vấn đề, cơ hội hoặc là ràng buộc được xác định dựa trên việc hiểu trạng thái hiện tại. Ok, thông qua cái phần đầu tiên này, mọi người sẽ thấy là cái việc đánh giá cái hiện trạng nó luôn là một yếu tố quan trọng chúng ta không thể nào thay đổi cái gì đã tốt chúng ta không nên thay đổi những cái gì đang vận hành rất là ok đang vận hành rất là sơn tru mà chúng ta chỉ nên tìm hiểu những cái vấn đề những cái cơ hội mà đối với những cái thay đổi mang lại nó sẽ đưa lại những cái giá trị thật sự lớn lao cho doanh nghiệp cho tổ chức hay lúa cho các bạn